Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Thì hôm nay tôi sẽ ôn thi cho các bạn môn Anh Văn 1. Đây là video giới thiệu trắc nghiệm ôn thi tham khảo ha. Thì các bạn sẽ xem trên kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Nếu thấy video này hay thì các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Và bạn lưu ý khi ôn thi á, là bản quyền của video này sẽ thuộc về kênh YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm. Và khi đi thi thì các bạn học trong sách và slide giùm tôi. Và những cái tôi ôn thi chỉ mang tới tính chất tham khảo thôi. Được chưa? Và một điều quan trọng nữa là cái vấn đề này. Đây là Anh Văn 1, tôi sẽ không chiếu file lên được. Bởi vì lần trước tôi đã có chiếu file một lần và bị cái người chủ file đó đánh bản quyền ha. Cho nên là hôm nay là tôi không có chiếu file lên được, mà tôi sẽ để file bên dưới phần bình luận cho các bạn tự xem. Được chưa? Thì các bạn sẽ xuống bên dưới phần bình luận của video này và các bạn lấy file giùm tôi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái này hồi đó tôi thi môn cảm quan. Thì tôi sẽ để cái video này đến phút thứ 8 tôi mới dừng nha. Tại vì một video thì thường sẽ là có 8 phút. Thì các bạn, hồi đó tôi có làm ôn đầy đủ các dạng bài tập của Anh Văn 1 luôn, nhưng mà bị một thầy giảng viên trong khoa của mình đánh bản quyền ha. Cho nên là tôi không có chiếu file lên được nữa. Bây giờ tôi mà chiếu file lên một cái là YouTube nó đánh bản quyền tôi liền. Cho nên là tôi sẽ để file bên dưới phần bình luận. Nhưng mà tôi sẽ không có bình luận bằng tên YouTube Đạt Tô Công nghệ Thực phẩm đâu, mà tôi sẽ dùng một tài khoản YouTube khác tôi sẽ bình luận ha. Thì các bạn sẽ xuống dưới lấy file bên dưới phần bình luận giùm tôi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ kết thúc cái vấn đề ôn thi ở đây. Và tôi sẽ để video này đến 8 phút nha. Tại vì một video tiêu chuẩn của tôi là phải 8 phút mới được. Các bạn sẽ xuống dưới bên dưới phần bình luận, các bạn lấy file giúp tôi nha.
Bây giờ tôi sẽ để video ở đó và tôi đi hút bụi. Thank you.